Vòng đời của bướm tầm bắt đầu từ trứng. Trứng nở ra ấu trùng, còn gọi là sâu tầm. Ấu trùng có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý rất khác so với con trưởng thành là bướm tầm. Ấu trùng ăn lá dâu. Chúng lột xác nhiều lần để lớn lên, tăng kích thước. Khi đến một giới hạn nhất định, sâu tầm sẽ tiến hành nhả tơ, tạo ra một chiếc kén bao lấy cơ thể của chúng. Bên trong kén, sâu tầm hóa thành nhộng. Nhộng là giai đoạn tu chỉnh toàn bộ cơ thể, biến tầm thành con trưởng thành. Các mô cơ quan cũ của con tầm tiêu biến, các mô cơ quan mới được hình thành. Do vậy, bướm tầm chui ra từ kén có hình dạng, cấu tạo và hoạt động sinh lý khác hẳn so với sâu tầm. Những con bướm tầm đực và cái giao phối. Sau đó, bướm tầm cái sẽ đẻ trứng và vòng đời lại lặp lại. Lợi dụng khả năng nhả tơ của sâu tầm, con người đã phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm. Để lấy tơ tầm, dệt vải. Đây là cách thức con người thu hoạch tơ tầm. Tẩy trắng, nhuộm màu và dệt thành những tấm vải lụa tơ tầm rất là đẹp, và phụ nữ thì rất là yêu thích